cá linh non kho mắm rồi ăn cùng với bông điên điển nữa thì ngon còn gì bằng, đúng không mọi người? Mùa nước nổi này mà không ăn cá linh non á là có lỗi với bản thân dữ lắm á nha. Tại vì con cá này nè, đặc trưng của nó là chỉ xuất hiện vào mùa nước nổi thôi à, mà không biết nước nổi ở đâu nha. Chứ chỗ em là không có con cá này mọi người ơi. Hồi sáng á em cũng đâu có biết đâu à, em rủ thằng em á là đi giăng lưới bắt cá linh về ăn, tự nhiên bữa nay thèm quá à. Nó nói em á, bà khùng hả, chỗ mình á làm gì có cá linh. Rồi, vậy là em xách cái gỗ đi ra chợ bắt 1 ký cá linh hết 150 xiềng. Sẵn em tạt qua sạp rau, thấy người ta bán bông điên điển quá trời luôn mọi người. Hồi xưa bông điên điển á thì chỉ có vào mùa nước nổi thôi à, còn bây giờ em thấy hình như là người ta bán quanh năm luôn á. Bông điên điển mình ăn nó rất là giòn, ngọt và sẽ có một chút vị nhẫn nhẹ nha. Còn đây là cái mâm đồ ăn mà sáng em mua nè, một ít thịt ba gọi, cá linh non á thì mọi người chỉ cần bỏ ruột thôi, không cần phải đánh dẫy đâu nha. 300g mắm cá linh nè, một ít nấm gơm với lại là bông điên điển nữa. Còn rau cù nèo, bắp chuối, cà phổi, cải trời với đậu rồng thì ở nhà em trồng nha mọi người. Bởi vậy ở dưới quê thì có hơi buồn thiệt, nhưng mà bù lại đất rộng lắm, mình có thể trồng rau, trồng cải nè. Còn nhà nào không có trồng thì mình qua nhà kế bên mình xin. Nay là em không có nấu đâu nha mấy bà, em nhường cái bếp lại cho thằng em luôn á. Ai biểu ngày hôm qua nó bắt em đốn cái chuối bự ơi là bự luôn. Trời ơi, đốn xong rồi cái tay em muốn xệ luôn vậy đó. À mà quên nữa, kho mắm á thì mọi người nhất định phải cho nước dừa vô cho em nha. Có nước dừa cái nồi mắm của mình nó xuất sắc lắm mấy bà. Giờ thằng em sẽ đổ tô nước mắm cá linh vô. Cái tô mắm này thì nó đã nấu luộc xương ra hết rồi. Tiếp đến thì nó cho nấm rơm vô nữa nè. Tại vì nấm rơm của mình nó lâu chín á, cho nên là mình phải nấu sớm nha. Cuối cùng á thì mình cho cà phổi vô. Bây giờ thì mọi người nêm nếm lại cho vừa ăn. Mình bắt ra chảo rồi chuẩn bị dọn cơm thôi. Ý không phải ăn cơm mà là bữa nay ăn bún nha. Còn cá linh á, ăn tới đâu thì mình sẽ nấu tới đó. Tại vì con cá này nó nhanh chín dữ lắm. Không biết là cái mùi thơm của nồi mắm á, nó lan tỏa tới mọi người chưa, chứ nãy giờ là cái lỗ mũi của em chịu hết nổi rồi đó. Giờ thì mời mọi người cầm chén với đũa lên ăn chung với tụi em nha. Cá linh mà đem đi nấu mắm á, thì ngon khỏi phải nói rồi. Thịt của nó mềm, ngọt mà nó béo dữ lắm. Mình ăn được cả xương luôn. Mùa này mà không ăn cá linh á, là chỉ có hối tiếc thôi à. Mỗi một loại rau thì nó sẽ có một cái vị riêng, nhưng mà khi nhúng với mắm này nè, trời ơi rau nào em thấy ăn cũng ngon hết trơn mọi người. Cái nồi lẩu mắm cá linh này nè, phải mình ăn lúc trời mưa nó còn ngon hơn nữa á. Rồi thêm vài ly sỉ đế nữa ha thì thôi hết bài luôn mọi người ơi.